Con thích đi chùa lễ Phật, nhưng ba con thì có vẻ không thích con đi chùa lắm. Ba luôn bảo con là Phật tại tâm, đi chùa làm gì? Ở nhà cũng có bàn thờ, cũng có tượng Phật đấy, cần gì đi chùa? Con nghe thì không mấy đồng tình với ý kiến của ba con lắm. Con không thích ba con nói vậy, nhưng con không biết giải thích lý lẽ với ba con như thế nào cả. Con xin kính xin thầy giải đáp giùm con. Con biết ba con nói vậy, không biết ba con nói vậy có mang tội khẩu nghiệp hay tội không cung kính chùa chiền tăng đoàn tam bảo không thưa thầy? Nếu có thì con phải làm sao để giúp ba con hết tội thưa thầy? Khi mà ba mình nói như vậy á, không có tội gì hết. Cái lý do không phải là ba sanh tâm ác ý gì, chỉ có điều là cái hiểu của ba là vậy đó. Cái hiểu của ba là Phật ở nhà, Phật tại chùa, Phật tại nhà, Phật tại tâm, không phải cần đi chùa làm chi. Nhưng mà cái hiểu của mình có giải thích cho ba: dạ thưa con biết Phật tại tâm, nhưng mà con đến chùa để con học cách giữ tâm Phật của con cho nó vững. Cũng giống như á, nếu mà nói là Phật tại tâm thì mình sẽ nói thôi con khỏi đi tới trường, con dư sự hiểu biết rồi. Phật tại tâm thì nghĩa là sự thông minh cũng ở tại lòng mình, cần chi đi học. Thưa đại chúng, tuy biết con mình, dù biết con mình thông minh, nhưng vẫn phải đưa nó tới trường để trường bồi đắp, phát triển cái thông minh đó, chứ không thể nói nó có cái đó rồi ở nhà. Cũng như thế, chúng ta có Phật tại tâm, nhưng chúng ta phải đi tới chùa để làm gì? Để học cách giữ tâm, dưỡng tâm. Có là một chuyện, nhưng mà dưỡng là một chuyện. Quý vị hiểu ý không? Cho nên á, chùa là gì? Định nghĩa chữ chùa, chùa là cái chỗ xa cái xấu dữ để gần cái nẻo lành, nẻo thiện. Mà mình có đi chùa mình mới học được những cái công, những cái bài pháp, những cái công thức để giúp cho mình chuyển tâm, biết rằng tâm cũng có Phật, nhưng mà tâm đó mà không chùi rửa thì cũng không trong sáng. Cái kiến vốn đã trong, nhưng do bụi bám, cho nên cần phải học cách chùi bụi. Chúng ta không thể nói chùi kiến nha. Thường thường chúng ta nói tôi chùi kiến. Hỏi tại sao phải chùi kiến? Nó tại kiến bị bụi. Như vậy thì chùi kiến hay chùi bụi? Chùi bụi mới đúng chứ. Kiến thì nó vốn vẫn trong, nhưng mà tại bụi nó bám. Cho nên nếu đúng cách là phải nói chùi bụi. Cũng như thế, tâm mình có Phật, nhưng chúng ta cần phải quan hệ những thiện tri thức như là các bậc thầy, các vị đồng tu, để giúp cho mình dưỡng tâm, giữ tâm, lao tâm, rèn tâm. Trời ơi, nói vậy thôi, bên cạnh tâm Phật nó còn nhiều thứ khác nữa, chứ không phải là bình thường đâu. Giống như á, ở nhà của mình tuy có hột xoàn, kim cương, tiền bạc, nhưng đâu có nghĩa là nó không có rác. Đâu có nghĩa là nó không có rác. Cho nên mình phải học cách dọn rác, chuyển hóa rác. Cũng như vậy, ngoài tâm Phật mình còn tâm tham, sân, si, mạn, nghi, phiền não đủ thứ hết. Không tới chùa làm sao gặp các bậc minh sư thiện tri thức trợ duyên cho mình luyện tâm, bớt cái tâm xấu, phát triển cái tâm lành. Cho nên mình có thể giải thích như vậy. A Di Đà Phật. Mẹ con mất năm 2005 đến nay 2017, như vậy đã gần 12 năm rồi, mà thỉnh thoảng con nằm mơ mẹ con về rủ con đi ăn cưới và con đi theo mẹ con. Dạ con thỉnh thưa thầy, mẹ con đã quy y Phật nhưng vì già ít đi chùa, và tối qua con nằm mơ mẹ con ở nhà đợi con, nhưng mẹ con không nói gì hết, xin thầy giải thích cho con. Trời đất ơi, bà rủ mình đi ăn, bà ở nhà đợi mình, hỏi thầy sao thầy biết?
Thưa đại chúng như thế này nè, khi mình nằm chiêm bao thấy người thân của mình, rồi tùy theo cái chiêm bao đó mà chúng ta có thể tạm hiểu chứ cũng không xác định. Bởi vì đôi khi cái sự thương nhớ của mình nó cũng có thể tác động mình có những cái buổi, những cái giấc chiêm bao, chứ không phải là mình thấy như vậy là có điềm gì. Thì bây giờ nếu như trường hợp mà mình thấy người thân của mình như vậy mà chỉ thỉnh thoảng mới thấy thì cũng không có gì lo ngại. Chẳng qua là vì mình có thỉnh thoảng mình nhớ mẹ, rồi nó có những cái giấc chiêm bao như vậy trong tâm thức của mình thôi. Còn khi nào thí dụ mình thấy hoài cái cảnh đó mà thường thấy như vậy thì cũng có tạm giải thích là có thể người thân mình chưa có được siêu thoát, thì chúng ta cần cầu nguyện là tạo phước để hồi hướng cho người đó, để người đó nương nhờ công đức lành này mà được sanh về những cảnh giới an lành. Chứ còn hỏi như vậy thì Pháp thật sự ra Pháp Hòa cũng không đi, cũng không biết, mà cũng không có thần thánh gì để đi vào chiêm bao của ai mà giải quyết cái gì được. Xin Thầy hoan hỷ cho con biết phải giải thích sao cho người thân trong gia đình xem YouTube của những người mà gọi là những cái bậc gọi là thầy rồi đó, truyền tâm ấn để giải thoát khổ đau hạnh phúc và khi chết sẽ được niết bàn gì đó. Giải thích, con giải thích thế nào cũng không được, còn nói con sẽ bị khẩu nghiệp. Con có nhận tâm ấn chưa mà nói không đúng? Con xin Thầy chúc Thầy Pháp Thể Kinh An. Đại khái cái câu hỏi là nếu người nhà của mình mà tin vào những cái tà thuyết như là truyền tâm ấn rồi một đời này giải thoát giác ngộ rồi vậy đó thì như thế nào? Thưa đại chúng, ở trong này cái vị đó xưng mình là Phật, xưng mình là những bậc minh sư, rồi truyền tâm ấn để mà được giải thoát mọi khổ đau và được hạnh phúc, sau khi chết sẽ đi về niết bàn, thì cái này người ta chỉ lợi dụng từ ngữ Phật học mà người ta nói thôi. Chứ còn thực chất đạo Phật đâu có niết bàn gì đâu mà tới. Niết bàn đâu phải là cái chỗ để mình tới đâu. Niết bàn là một trạng thái khi tâm mình không còn phiền não khổ đau là niết bàn. Chứ niết bàn không phải là một cái destination, không phải là cái một nơi chốn để sau khi chết. Vậy thì cái người này cũng không hiểu nghĩa chữ niết bàn, cho nên mới lợi dụng cái từ này rồi để đi khuyến mãi mình tu cái này để được chết được về niết bàn. Nếu mình là Phật tử mà rõ được nghĩa của chữ niết bàn thì mấy cái này không có làm gì được mình hết. Vì mình biết niết bàn đâu phải là cái chốn, đâu phải là cái nơi để sau khi chết. Niết bàn là trạng thái khi tâm mình vắng mặt sự khổ đau phiền não. Và hơn nữa thưa đại chúng, mỗi người mỗi cái duyên. Thôi thì bây giờ nếu chúng ta đủ duyên gặp được chánh pháp, được những bậc thiện tri thức khai thị mình tu, rồi mình thương xót những người không có cùng một cái hiểu như vậy rồi đi sai lệch, thì mình có thể mình khuyến khích giải thích, nhưng cũng chắc gì họ hiểu đâu và họ chấp nhận đâu. Thì thôi mình biết như vậy để chúng ta cố gắng làm gì giúp được cho họ thì mình làm. Nhưng mà cuối cùng không được thì chúng ta phải tùy thuận cái duyên. Rồi đến khi nào, một ngày nào đó cái vị này hiểu được cái chánh pháp thì quay về. Chứ còn bây giờ nếu cái này nó là của đạo Phật thì không. Đạo Phật không có truyền tâm ấn như vậy. Sẵn đây Pháp Hòa nói chuyện truyền tâm ấn nè. Cái chữ truyền tâm ấn á, là cái danh từ sau này chúng ta đặt ra để mà chúng ta nói đến cái sự lấy cái tâm của người thầy ấn vào cái tâm của người đệ tử, để nói rằng người đệ tử với người thầy tương đồng cùng một cái đạo lý. Cái nghĩa nó vậy thôi chứ đâu có gì đặc biệt đâu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ câu này. Có một hôm Ngài Ngụ Lục Tổ khi còn là một cư sĩ chưa có được tổ ấn chứng á, thì Ngài ở dưới bếp á, Ngài giả gạo nấu cơm cho đại chúng ăn.
Thì Ngũ Tổ mới chống cây gậy đi xuống bếp. Ngũ Tổ thấy ngài Lục Tổ Huệ Năng đang, ngài Huệ Năng đang giã gạo. Thì Ngũ Tổ mới hỏi: gạo trắng chưa? Nếu gặp mình thì mình nói dạ trắng rồi hay chưa gì đó. Nhưng mà ngài Huệ Năng trả lời: dạ trắng rồi, chỉ cần sàng nữa là xong. Nói câu nói vậy đó. Ngài Ngũ Tổ cầm cây gậy gõ lên cái miệng cối 3 lần, rồi chắp tay xong mông đi về phòng. Đêm đó 3 giờ khuya, ngài Huệ Năng gõ cửa sau của ngài Hoàng Nhẫn đi vào. Ngài Hoàng Nhẫn còn muốn xác định coi đệ tử mình nó hiểu ý mình không. Ngài Hoàng Nhẫn hỏi: ông đi đâu đây? Ngài Huệ Năng trả lời: dạ thầy hẹn con tối nay 3 giờ nhớ đi cửa sau. Bị gì gõ lên cái miệng cối 3 lần rồi chắp tay sau lưng để đi, nghĩa là hẹn canh 3 mà đi cửa sau. Đó là một hình thức ấn tâm, vì tâm thầy và tâm trò nó tương nhiếp với nhau. Khi ngài Huệ Năng đến, Ngũ Tổ hỏi: ông tới đây làm gì? Ông từ đâu tới? Nói: dạ con từ ở lãnh Nam tới. Tới đây làm chi? Nói: dạ tới cầu xin làm Phật. Ngũ Tổ trả lời: Phật cao xa, dân lãnh Nam là dân ngu dốt, làm gì có khả năng làm Phật. Ngài Huệ Năng trả lời: người tuy có Nam Bắc, nhưng Phật tánh không có Bắc Nam. Cái đó mới gọi là ấn tâm, chứ đâu phải lợi rù rì chùm cái khăn lên rồi mình đập 2-3 cái đầu kêu truyền tâm ấn. Hay là nói đưa tay ra rồi mình đưa tay về cái giày, cái này kêu là chưởng, cái này gọi là truyền nội công. Còn truyền tâm ấn nghĩa là tâm thầy với tâm trò là một. Ông thầy gặp đệ tử hỏi: con mới đi đâu về? Nói: dạ con ở mới ở Houston đường Bel Air về. Nó ta nghe nói đường Bel Air ồn ào lắm phải không? Người đệ tử trả lời: nói dạ lãnh thổ của con yên bình. Trả lời câu hỏi đâu có dính dáng gì cái tê. Nhưng mà ông thầy nói: khá, tại sao? Ta nghe nói con đường Bel Air ồn lắm phải không? Nói dạ tuy nó có ồn nhưng mà tâm con an tịnh. Cho nên người đệ tử mới trả lời: tuy đường Bel La ồn, quốc độ con an ổn. Cái đó là tâm thầy với tâm trò tương nhiếp với nhau, chứ không phải những cái hình thức truyền tâm ấn như mà người ta nghĩ rằng phải để tay trên đầu, để tay vô trong lòng ngực rồi truyền cái gì đâu. Không có cái gì để truyền cả. Bởi tâm là cái vô hình vô tướng, nó truyền chỉ là cái hình thức từ ngữ để nói thôi, chứ làm gì có một cái hình thức gì để truyền. Cho nên nhà Phật không có mấy cái vụ này. Mà xin thưa đại chúng, 1000 người mới tìm được một, chứ không phải là ai cũng được truyền tâm ấn đâu. Cho nên ngày xưa có câu đó: đệ tử tầm sư dị, sư tầm đệ tử nan. Đệ tử muốn đi tìm thầy dễ lắm, tại vì thầy nổi tiếng, thầy giỏi, ai cũng biết, tìm rất dễ. Nhưng mà trong số 1000 người đệ tử, ông thầy muốn tìm được 1 người đệ tử tâm đắc của mình đâu phải dễ, phải không? Đệ tử tầm sư dị, dị là dễ đó, sư tầm đệ tử nan. Còn bây giờ ai mình cũng lang thang truyền tâm ấn là không đúng. Nếu mà họ muốn nói cái gì của họ là họ có quyền, nhưng nhất định cái này không phải của Đạo Phật. Đạo Phật không có truyền mấy cái đó. Con xin hỏi thầy, trí tuệ nhà Phật là gì? Giải thoát giác ngộ là gì? Hồi nãy giờ Pháp Hòa nói từ đầu, trí tuệ là sự nhận biết. Chứ trí tuệ nó khác trí thức nha. Trí thức đi học, biết gọi là trí thức. Trí tuệ không ai cho được, trí tuệ là phải do mình tu mới có được trí tuệ. Còn giải thoát là gì? Giải thoát không phải là một cái gì đặc biệt, mà giải thoát là tự tâm mình vượt những cái chấp trước phiền lụy. Ví dụ như nãy nói, thầy ơi lên tụng kinh,
Chùa mở đâu? Không có, tôi không tụng, cái đó là không giải thoát. Phải không? Rồi nói mời tôi giảng mà không có nhang đèn, chuông trống tôi không ra giảng, này không giải thoát. Thí dụ vậy đó, giải thoát là khi nào tâm mình vượt những cái ràng buộc chấp trước bình thường. Nếu mình quy y nhưng lâu lâu có thể đi giải trí chơi casino có được không? Thank you for your question. Bây giờ Pháp Hòa nói vậy nè. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa đặt cho Pháp Hòa một câu hỏi ha. Pháp Hòa nói, thưa quý cô chú, tuy rằng Pháp Hòa đi tu, làm thầy tu, nhưng lâu lâu quý cô chú cho tiền chơi casino chút giải trí được không? Quý vị nghiêm khắc lời liền nói, thầy tu không được. Cũng như vậy thôi. Thật sự ra tại sao phải giải trí? Giải trí là gì? Khi mình làm việc mệt nhọc, mình có một cái gì đó để entertain, để giải trí, thì nó có rất nhiều những thứ giải trí mà không cần phải những giải trí những cái này. Bởi vì giải trí thì không bao nhiêu, mà giải thể thì rất là nhiều. Giải thể cả cái gia đình mình, giải thể cả hạnh phúc mình, giải thể cả tiền bạc mình, rồi cuối cùng tuyên bố gia đình này giải ngũ. Giải trí thì không bao nhiêu mà giải ngũ là sẽ có mặt. Cho nên nếu muốn giải trí rất nhiều thứ. Mà đã là giải trí thì phải có trí tuệ. Đã tu Phật phải có trí tuệ. Cái gì nên và cái gì không. Chơi. Mà Phật ví dụ cái này hay lắm. Phật nói nếu như là một cái lò lửa, tôi biểu quý vị tới bốc cục lửa lên, quý vị phải làm gì? Người kia nói, dạ bạch Đức Thế Tôn, con phải kiếm cái đồ gấp lửa. Chứ đâu phải Phật kêu bốc lửa lên thì đưa cái tay mình vô bốc đâu. Có phải không? Phật nói cũng vậy, cũng như thế. Các vị phải tự dụng trí tuệ của mình để biết cái gì bốc bằng bao tay mà cái gì có thể bốc bằng bàn tay không của mình. Giải trí thì cho, giải trí nghĩa là have fun, thì phải biết cái gì. Ở đây bây giờ nó có cái chương trình Happy Hours. Đi làm về tấp vô quán cà phê, ngồi uống ly, ăn miếng bánh với bạn chút. Nhưng nhớ nghe, hour thôi, không có hours, không có chữ S. Nghĩa là giải trí 1 giờ là maximum. Đứng dậy lo đi về nhà, lo nhà cửa, lo cơm nước, chứ không phải ngồi đây rồi I enjoy happy hours. Rõ như vậy. Mà đã là giải trí thì phải biết cái gì có trí để giải, chứ không phải rồi a tầm phù vô, cái đó không phải giải trí. Phải có trí tuệ để mà có một cái gì đó nó giải khuây. Nhưng mà cờ bạc thì nó ghiền, chứ nó đâu có bao giờ nó không ghiền đâu. Cho nên á, cái gì mà nó sanh nó tập cho mình thành ghiền, đừng có tập. Hồi xưa mình mới biết hút thuốc đó, sặc sụa luôn. Rồi xong cái tao nói hút thêm đi, làm một điếu, cuối cùng liều một đám. Cho nên đừng có tập cái đó cho nó thành thói quen. Rồi thưa đại chúng, Phật dạy câu này trong Kinh Pháp Cú nè. Chớ khinh điều lỗi nhỏ mà cứ làm, vì lỗi nhỏ mà làm hoài lâu ngày thành cái lỗi lớn. Chớ khinh điều phước nhỏ mà không làm, vì phước nhỏ không làm, làm sao có phước lớn. Cho nên cờ bạc không có tội, nhưng mà có lỗi. Lỗi với bản thân, lỗi với công sức của mình, lỗi với gia đình. Nhưng mà từ cái lỗi này dẫn đến cái tội. Tại vì khi thua quá rồi là bắt đầu ăn cắp, lường gạt, nói dóc, nói láo, chuyện gì cũng có thể làm. Quý vị hiểu được ý chỗ này ha. Cho nên thôi đừng có tập, I can you. Con có một thắc mắc về cách trang trí một bàn thờ tại nhà sao cho đúng với Phật Pháp nhất.
Con thấy có người chỉ thờ một tượng Quán Thế Âm, có người thờ Phật Thích Ca hoặc Di Đà, lại có người thờ rất nhiều tượng Phật, xin Thầy hoan hỷ chỉ cho chúng con. Thưa đại chúng, cái tinh thần của người Phật tử là chúng ta có một bàn thờ Phật ở nhà, chúng ta gọi là thờ Phật, nhưng không bắt buộc phải nhiều tượng. Bởi vì nếu mà nói nhiều thờ nhiêu cho đủ, một tượng thôi cũng đã đủ, vì một là tượng trưng cho tất cả. Còn nếu quý vị muốn thêm thì phải nhớ cái kích thước của cái bàn thờ. Thí dụ cái bàn thờ vừa vừa để ba tượng coi được, để chật quá, để đông quá ngồi chật. Trời đất ơi, ngồi đi ăn tiệc mà đụng tay còn ăn không được mà, huống chi các Phật toàn bắt ấn không. Một Phật thôi cũng được. Còn nếu muốn là phải căn cứ vào cái bàn thờ, cốt là cho trang nghiêm. Thờ là phải trang nghiêm. Cũng giống như mình nói, để tôi đi ra đường, hễ trước khi ra đường thì phải ăn mặc sao cho nó phải mốt, phải không? Chứ còn không thì không được. Cũng như vậy, bàn Phật không nhất thiết phải nhiều tượng, một tượng cũng đủ. Còn nếu ba tượng thì phải sắp xếp làm sao cho nó đàng hoàng. Nhưng mà dù trong ba tượng hay nhiều tượng cũng một lư hương thôi. Hai cây đèn hai bên, bên này dĩa trái cây, bên này một bình hoa, có nữa thì hai chung nước, chứ không cần mỗi Phật mỗi chung, không cần mỗi Phật mỗi lư hương. Còn nếu mà thờ nhiều quá, không lẽ mỗi lần niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, cuối cùng niệm Nam Mô Lũ Khủ Phật. Lũ Khủ. Lũ Khủ là Nam Mô tùm lum đó. Cho nên quý vị cứ thờ sao cho trang nghiêm. Thậm chí có những nơi không có phương tiện lập bàn thờ, một hình của Đức Phật treo trong phòng khách để hàng ngày chiêm ngưỡng đã đủ, chứ không nhất thiết phải có bàn thờ Phật. Nếu chúng ta ở một hoàn cảnh không có khả năng dựng lập một cái bàn thờ, một bức hình cũng đã đủ. Mà cái quan trọng là học thờ Phật để học hạnh của Phật. Học hạnh của Phật là quan trọng. Con có một miếng đất, con cho những người bạn con đi hanh tinh. Hanh tinh là đi săn bắn á. Vậy con có tội không? Trời đất ơi, con có một giờ đồng hồ mà sao nhiều người quá. Thưa đại chúng, là mình có miếng đất, ở trong đó có những con thú, thì mình cũng không nên để cho người ta vào đó, người ta sát sinh. Lấy cái sự giết chóc làm cái thú vui thì không nên. Săn bắn cũng là một thú vui mà. Một cái thú, thích thú của người ta. Mà thích thú gì khi mà lấy cái sinh mạng đau đớn của một loài khác để làm cái niềm vui của mình. Bây giờ mình ví dụ một người nào đó đi ngang mình, tán mình bạc tai, hỏi sao chị ta bán tôi, tán đỡ buồn. Chịu không? Đâu chịu. Xin lỗi đại chúng à, đất của mình, nhà của mình mà người ta lỡ đậu xe có một chút thôi mà mình còn la sùm lên, huống chi mà cả miếng đất của mình mà cho người ta đi vào giải trí. Thì nếu mà mình làm như vậy, một đời kiếp nào mình cũng mắc một cái nghiệp. Gia đình của mình đang ở đó, người ta cũng có thể vô sát phạt mình. Nhiều khi á, có một người nó đem súng vô nó bắn cả cái trường học, đâu phải là nó ghét hết những người trong lớp, trong trường đó đâu. Có thể có một người nào đó nó không ưa, nhưng mà giờ lỡ bắn rồi nó làm luôn. Lỡ thà là nó giết lầm chứ nó không tha lầm, phải không? Cho nên cũng như vậy, săn bắn cũng là một cái thú vui. Thôi đừng có dùng cái đau khổ của người khác. Thưa đại chúng, có một người đó câu cá, câu xong rồi không ăn, thả. Thì người khác mới khuyên, nói tại sao làm vậy? Nói dạ con đâu có ăn đâu mà có tội, con câu cho vui thôi. Thì cái người khác lấy cái cây kim á, chích vô cái miệng của cái ông đó một cái. Nó đau quá, làm gì vậy? Dạ chích cho vui thôi.
Có cái ông đó đó, ông làm cái điều đó đối với người ta, thì cái vị hòa thượng ra can, nói đạo hữu ơi, đạo hữu đừng có làm như vậy, nhân quả. Ông nói tôi không tin nhân quả. Vừa dứt lời, hòa thượng tán một cái bóp. Ông thì cái thói, cái react, cái phản xạ tự nhiên mà tán cái bóp, ông tán hòa thượng lại cái bóp. Ông nói đạo hữu thấy nhân quả chưa? Ông này hiểu liền. Một em 12 tuổi hỏi: Where do we go when we die? If we are a good person, I am sorry, I'm not die yet. So I don't know what to tell you. I appreciate your question. And this is a big question for all of us. We all wonder where we go after we die. So if you already inform, if you already inform that you are a good person, then don't worry, you will be arrived to the good place. Same thing, if you are well, you never go to hospital. Is that a simple question? Con đừng có lo, con làm người tốt thì con sẽ đi về chỗ tốt thôi. Giống như con không bệnh, ai gửi con vô bệnh viện làm chi? Thưa thầy, khi ăn chay mình có được uống sữa không? Được không? Cái này kể chuyện vui nha. Có một cái người đó, họ cũng không ăn chay bao nhiêu. Cái bữa nọ mình gặp cái mình nói: Anh ơi anh có ăn trứng gà không anh? Cái ông kia nói: Trời ơi, ba mẹ nó tao còn ăn chứ đừng nói nó. Quý vị hiểu câu trả lời không? Anh có ăn trứng gà không anh? Ba mẹ nó tao còn ăn chứ đừng nói nó. Nghĩa là gà trống, gà mái gì ăn hết á. Nói như vậy có được, đại chúng đừng có về nói thầy Pháp Hòa nói ba má nó tao còn ăn. Thưa đại chúng á, trước hết mình phải hiểu chữ ăn chay. Chữ ăn chay là mình nói trại đó, nói đúng là ăn trai, T-R. Nghĩa là chúng ta lựa những món ăn trong sạch, tinh khiết chúng ta ăn. Ví dụ như chúng ta không lấy máu thịt của một loài khác để nuôi sinh mạng cho mình, để thể hiện lòng thương đối với các loài khác. Vì vậy cho nên mình ăn chay á, hay là ăn chay á, nghĩa là mình ăn những cái gì mà đừng có máu thịt của chúng sanh khác để nuôi một cái sinh mạng của mình. Lấy mạng người khác nuôi mạng mình thì thiếu lẽ công bằng. Vì vậy cho nên mình tập ăn chay. Còn cái chuyện mà mình ăn bơ, sữa, phô mai, vân vân, những cái đó chỉ là những cái chất chế tác từ sữa lấy từ con vật, chứ con vật không có chết. Rồi chúng ta có thể nuôi dưỡng, nhưng mà thật sự mà nói chứ ai ở xứ này ai dám ăn nhiều đâu. Ai cũng sợ sổ sữa hết. Con xin được biết lịch trình giảng ngày City State, có thể check trên internet in advance. I would like to be there when thầy đến. Thank you. Thưa đại chúng, quý vị muốn biết Pháp Hòa đi đâu thì quý vị có thể lên trên website của chùa hay là Facebook để biết được những chương trình Pháp Hòa sắp đi. Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật tuần tới ở Florida. Con xin có câu hỏi. Con có người bạn đổ vỡ hôn nhân nên bây giờ tự ti mặc cảm, có ai nói gì giúp gì cũng nghĩ thành ý xấu. Bản thân con cũng tạo nhiều điều kiện hết lòng giúp nhưng cũng không sao lay chuyển được. Xin thầy con ý kiến để giúp, mặc dù người này cũng thường xuyên và là con Phật. Thưa đại chúng, mình làm con Phật cũng không có nghĩa là mình được hạnh phúc.
Thật sự mỗi người chúng ta ngồi đây, ai cũng có cái biệt nghiệp của chính mình. Và khi cái nghiệp nó đến, đôi khi chúng ta không thông nữa, mà chính cái nghiệp này nó làm một cái bức tường cản trở cho mọi sự khai thông khác. Thôi thì bây giờ mình có lòng khai thị. Khai là mở, thị là chỉ. Khai thị là mình thường xuyên khai mở tâm tư cho ai đó. Khai thị không nhất thiết phải đợi chết mới tới khai thị. Chắc gì lúc chết mà hiểu hết tất cả những gì mình khai thị. Tâm tư bấn loạn, cho nên ngay đời sống này chúng ta thường khai thị cho nhau. Bây giờ người Phật tử này, người bạn này được chúng ta luôn luôn khai thị, nhưng người này chưa thông. Độ sanh thì cần phải ẩn nhẫn. Chỉ có ẩn nại, nhẫn nại mới đủ thời gian để giúp một người dày. Pháp Hòa ví dụ, một vị thiền sư nói như thế này: độ sanh như ấp trứng. Quý vị hiểu câu đó không? Mình ấp một cái trứng cần phải có thời gian cho nó nở. Một con người mình muốn độ, chúng sanh có nhiều tầng bậc khác nhau. Có những người thượng căn, có những người trung căn, có những người hạ căn. Thì có những người chúng ta rất là lâu để có thể chuyển hóa được. Bây giờ cái trường hợp này là cần sự nhẫn nại và cho người đó thời gian để người đó từ từ tiếp nhận chuyển hóa. Đừng có hấp tấp, đừng có hấp tấp, tại vì những người này đau khổ lắm. Người như vậy đâu phải là không đau khổ đâu. Người ta có những cái nỗi niềm bên trong. Có thể là người ta quá thương, cho nên người ta mới ôm một cái nỗi hiềm hận như vậy. Cho nên á, thương càng nhiều, đôi lúc hận thù cũng càng lớn, chứ chưa chắc là đã. Cho nên thương sơ sơ, chia tay buồn chút chút. Thương nhiều cho nên yêu là hận, yêu nhiều nó hận nhiều, phải không? Cho nên mình thông cảm cho người này, chờ thời gian và sự nhẫn nại của mình, biết đâu chừng một ngày nào đó người này sẽ chuyển hóa thôi. Con rất muốn ăn chay nhưng con không ăn rau cải được. Xin thầy giúp giùm. Dạ kính thưa, em rất muốn giúp nhưng cuối cùng bó tay chấm cơm. Bây giờ như thế này nè, mình không ăn rau được, mình có thể xay rau mình uống, có thể nấu nước la ghim mình uống, đâu nhất thiết phải ăn rau. Thuốc đưa cho con nít một viên, uống không được, cắt làm đôi. Nó uống vẫn chưa được, nghiền nát nó ra, để vô nước quậy tan lên, nó vẫn uống thuốc mà bằng một hình thức khác. Tu mà còn có công thức thì huống chi là ăn. Có ai mà hồi xưa có ai mở cái lớp gì dạy ăn con này con kia làm sao mà mình biết ăn hết trơn? Có ai dạy lớp cãi lộn đâu, mà từ nhỏ tới lớn người nào cũng biết cãi lộn. Mà khổ bây giờ có cái cãi rau không biết ăn. Cãi lộn thì biết mà rau cãi thì không ăn. Thưa đại chúng, vô lượng pháp môn tu. Tu không được cái này, tu cái khác. Y chang như trường hợp này. Không ăn rau trực tiếp thì xay rau thành nước uống. Uống không được, nấu súp ăn. Còn không nữa, mua mấy cái powder, cái bột powder rau cải đó, ngũ cốc đó, quậy uống. Không có chết người ta nào hết. Được không? Em sẽ đòi tiền commission với những chỗ làm rau kiểu mà bột. Khi mất thân xác để 8 tiếng là lợi ích như thế nào? Nếu không được để 8 tiếng thì người thân cần làm như thế nào?
Nếu cầu nguyện thì nên tụng kinh nào? Nếu cúng trái cây sau khi chết cúng trái nào? Bây giờ mình thêm vô mấy câu nữa. Sau khi nấu xong đựng cái dĩa nào? Nấu xong rồi lấy đũa nào để gấp? Thưa đại chúng, là cái việc mà chết mà để 8 tiếng á, nó không có nằm ở trong kinh Phật. Nó chỉ là một cái kinh nghiệm của các vị xưa người ta bày ra để nhắc nhở mình tôn trọng người mới mất. Bởi vì cái người mới mất mà chúng ta động đậy thì làm cho thân thể họ đau đớn. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, khi chúng ta bị cảm sốt, thân thể mình mệt mỏi uể oải lắm, ai mà đụng vô mình còn không thích, huống chi một cái người sắp chết thì tứ đại phân ly đau lắm. Cho nên vì để tôn trọng và trợ duyên cho người đó, để cho họ ra đi được thanh thản nhẹ nhàng, thì chúng ta tôn trọng người đó, để cho họ nằm yên đó trong vài giờ, tùy theo hoàn cảnh, thời gian, chứ không nhất thiết phải đủ 8 tiếng. Bây giờ đặt một cái ví dụ, người đó bị tai nạn xe cộ ở ngoài đường, không lẽ mình tới mình nói mọi người block lại hết để nằm yên đây 8 tiếng? Đâu có được chuyện đó. Cho nên muốn được, muốn cái đó cũng được, nhưng mà chúng ta tạo duyên là một vấn đề. Nhưng chúng ta phải hiểu được là có những trường hợp chúng ta phải tùy duyên. Duyên là do mình tạo, nhưng mà có những trường hợp, những hoàn cảnh nó ngoài cái ý muốn của mình, thì chúng ta phải tùy thuận. Thuận mà không phải mình ác tâm, mà vì chúng ta ở cái tình cảnh không cách nào hơn được. Người đó bị tai nạn thì phải cho đưa vô bệnh viện, thậm chí người đó mất rồi cũng phải đưa vô bệnh viện cấp cứu để giải quyết liền người này có cứu được hay không, vân vân, chứ đâu phải để nằm đó để cho gọi là để 8 tiếng đâu. Không, cho nên cái trường hợp này quý vị cứ nhẹ nhàng. Có nhiều Phật tử tội nghiệp hồi đó chưa biết cái vụ này, sau khi biết rồi đau khổ lắm. Trời ơi, lúc mẹ con chết, ba con mất, con không biết làm cái này, bây giờ con đau khổ, con ân hận vô cùng, không biết con ba con đi về đâu. Thưa đại chúng, nếu mà chết mà để 8 tiếng mà được siêu á, thì thôi mình khỏi tu gì hết. Cứ chết đi rồi dặn mọi người phải để đó 8 tiếng. Cái này nó không phải vậy. Đó, cho nên 8 tiếng là một sự trợ duyên thêm cho một người mới mất, chứ không phải là cái sự xác định người đó siêu hay đọa do 8 tiếng này. Cho nên đừng có quan tâm. Được thì được, không được thì tùy duyên. Cái quan trọng là hàng ngày mình có chuyển hóa khổ đau trong đời sống của mình không, tham sân si của mình không. Chứ không phải là đợi chết rồi nằm đó 8 tiếng để được người ta làm gì đó để cho mình siêu. Còn nếu mình cầu nguyện tụng kinh gì, tụng kinh gì cũng siêu hết. Tại vì lúc đó, xin lỗi, khi mà đói, một miếng bánh tây nó vẫn có tác dụng. Còn mà chúng ta no rồi, một chén súp ngon nó cũng không thích, không thèm. Cái người mà khi họ lâm vào cái tình cảnh gọi là sanh tử, một câu niệm Phật nó cũng có cái tác động giúp cho người đó, chứ không phải tụng bao nhiêu kinh. Còn nếu chúng ta đủ duyên tụng, hồi hướng cho người đó, phước lành cho người đó. Bây giờ lỡ cái người thân đó không biết tụng kinh vì không biết chữ, một câu niệm Phật cũng được, một lời khai thị cũng được, chứ không phải là phải kinh gì. Còn nếu có duyên tụng thêm Di Đà, Địa Tạng, đó là cái duyên thêm để chúng ta tăng trưởng cái phước lành cho người đó. Nếu chỉ cúng trái cây sau khi chết có được không, hay cần có đồ ăn? Cái này phải hỏi cái người đó. Are you okay with fruits? Thưa đại chúng, sau khi một người đã mất, chúng ta cúng chỉ là một hình thức để cho
Nếu mà nói trên cái phương diện cuộc đời, hình tướng ở nhà ở lễ nghi, thì bởi vì chúng ta ở đời sống này có ăn, cho nên chúng ta có cúng. Ví dụ bây giờ mình lỡ mình ở một quốc độ nào mà không ăn thì đâu có gì đâu để cúng, thấy không? Cho nên cuộc sống của mình là tại vì mình sống trong một cái quốc độ, một cái thế giới mà con người có ăn, cho nên chúng ta vẫn giữ cái lễ khi chết ăn. Nhưng mà người chết, người sống là chúng ta bỏ vô miệng nhai nhỏ nhỏ ăn, cái đó gọi là đoàn thực. Người chết không có ăn giống mình, người chết không có nhai giống mình, mà người chết ngửi thôi, cái đó gọi là xúc thực. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như hôm nào mà đại chúng ở nhà ai mà nấu cơm nấu nguyên một ngày xong ăn không nổi nữa, hỏi sao vậy? Ngửi no. Mình ngửi đó mà no đó là xúc thực đó, mình xúc thực. Còn cái chuyện mà mình muốn cúng, cúng cái gì cũng được hết, cúng cái gì cũng được hết. Thưa đại chúng, Đức Phật là một nhà khoa học đặc biệt. Phật là người đầu tiên phát minh ra ăn buffet. Bây giờ mình qua nước Mỹ line up rồi đi buffet là chuyện nhỏ. Phật đã buffet 2000 năm trước rồi. Bằng chứng là sáng nào cũng ôm mình bát đi từng nhà nè. Rồi nhà nào có gì bỏ vô là Phật buffet rồi. Rồi bây giờ bác sĩ mới khuyên mình nè. Bác sĩ khuyên mình nè. Ăn buổi sáng là ăn cho mình. Ăn buổi trưa là ăn cho boss. Ăn buổi chiều là ăn cho bệnh viện. Nghĩa là buổi sáng rất tốt, mình ăn sáng rất tốt, tại vì bao tử của mình sau một đêm ngủ nghỉ nó làm việc, cho nên sáng cần có thức ăn để nó dưỡng cái sức khỏe cho mình. Còn buổi trưa mà ăn để có sức để đi làm cho boss, cho nên buổi trưa ăn cho boss, ăn cho chủ nhân. Còn buổi chiều ăn không có tốt, buổi chiều mình ăn nhiều nó khó tiêu hóa. Bằng chứng là các thầy các cô ăn no quá cái lát buồn ngủ, lên tụng kinh ngồi thiền cũng khó. Mà nếu mà ăn, mình ăn khuya đó, người quản hay kêu xíu dạ đó, à, tối mà ăn khuya khó tiêu hóa. Ăn mà vừa xong trước 3 tiếng đồng hồ mà đi ngủ là thức ăn khó tiêu hóa. Mà khó tiêu hóa thì cái gì? Nó ứ động lại phát phì, phải không? Nó bệnh, nó mập, vân vân. Mà Đức Phật hơn 2000 năm trước đã không cho ăn chiều. 2000 năm trước Phật đã không cho ăn chiều rồi. Lý do là Phật biết được chuyện đó. Cái thứ hai là Phật thông cảm hoàn cảnh của người dân. Mình đi buffet buổi sáng là người ta cũng muốn chết giấc rồi, chiều thêm buffet nữa. Vì dân nghèo người ta cúng mà. Ta cúng mà mình ăn nhiều quá sao người ta cúng nổi. Cho nên rốt cuộc người ta nói sự hiện diện của thầy là một hao tốn cho gia đình chúng con. Thay vì một hân hạnh nữa. Nhiều Phật tử tin vào Phật Pháp nhiệm màu. Vậy tin rồi sẽ thấy hay thấy rồi mới tin? Nếu mà mình tin rồi thấy, thấy rồi tin, thì hai cái này nó đi xong thì cặp mắt mình nó lung linh. Giáo pháp của Phật, chúng ta phải đến để mà thấy, không cần phải tin. Khi nghe người ta nói, mình không cần phải tin, đừng có vội tin. Đến để thấy. Chữ thấy này không có nghĩa là chúng ta dòm ngó, soi mói, không phải. Chữ thấy này là đến để chúng ta nhận được giáo pháp này là cái gì. Rồi từ khi chúng ta thấy rồi chúng ta mới hiểu. Chữ tin á là chỉ tin mà chưa phán xét, chưa có suy nghĩ kỹ. Bây giờ người ta nói ví dụ đi, người ta nói Phật Pháp nhiệm màu, tin đi, cũng được nữa. Rồi xong rồi mình đến mình tu tập. Ồ, thì ra nhiệm màu ở đây người ta nói không có nghĩa là Phật linh hiển gì, cầu gì được nấy, không phải. Mà chữ màu nhiệm ở đây nghĩa là giúp cho chúng ta chuyển hóa đau khổ một cách màu nhiệm. Tại vì mình đến với Đạo Phật là mình muốn tìm con đường giải khổ, chứ đâu phải
một người phù hộ. Cho nên nếu mà con đường này nó giúp cho mình giải khổ được thì mầu nhiệm quá. Từ đó nó sanh ra tính chứ không phải là tin. Mới đầu là tin, nhưng mà sau khi có suy nghĩ, có tư duy, có quán chiếu thì mình có chữ tính, chữ tin khác, chữ tính khác. Chữ tin là mến có ghi nhận mà chưa có suy xét. Suy xét rồi thì tin thành tính, mà nó giúp cho cái thấy của mình nó sâu. Có nhiều khi chúng ta thấy mà chưa sâu. Cho nên cái này không thể thiếu. Mình thấy mà chưa kỹ thì làm sao mình nhận định được việc, phải không? Thí dụ ta hỏi, hồi nãy anh có thấy ai không? Hình như tôi có thấy, phớt thôi. Nhưng mà khi nào chúng ta dừng lại, chúng ta nhận diện, à, cô đó là cô 5, cô 7, anh A, anh B gì, người ta hỏi mình nói, dạ, tôi có thấy. Tại vì chừng đó mình có sự dừng lại để nhận diện. Cho nên tin cũng được, thấy cũng được. Tin là tin thấy. Nhưng mà bây giờ cái tin này mà thấy rồi, soi xét rồi thì sẽ thấy, làm cho lòng tin của mình trở thành tính. Cho nên quý vị cứ tin rồi thấy, thấy nó bồi dưỡng cho cái tin, để cái tin này thành chữ tính, và cái thấy này nó sâu, hai cái này nó trợ duyên cho nhau. Cũng giống như người ngộ rồi mới tu, tu rồi ngộ, cái kia ngộ mới có gì bên ngoài, chưa có phải là thâm ngộ hay là giác ngộ, mình mới có ngộ thôi. Rồi bây giờ mình tu để làm chi? Mình phải thực hành để cho cái ngộ này nó trở thành ra giác ngộ. Ngộ một cách tỉnh thức giác ngộ. Có nhiều khi mình thấy người đó ngộ ngộ mình giác. Giác về mới té ngửa ra, trời ơi ngộ thiệt à. Người Bắc mà nói anh ngộ hen là nguy lắm á. Xin thầy giải thích, có phải sống trong khổ là diệt khổ không thầy? I don't know. Bây giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng vậy nè. Cái gì gọi là khổ? Khổ là tại vì cái gì mình không ưng ý, không bằng lòng là khổ, chứ không có gì hết á. Chứ không có gì hết á. Ví dụ như tại sao mình giận? Tại vì cái đó nó trái ý mình là mình giận à. Chứ thật sự trong cái sự việc đó không có gì để giận. Người đó nói câu nói đó không có gì để giận. Nhưng mà tại vì không đúng ý mình, nó nghịch cái lỗ tai mình là mình giận thôi à. Cho nên á, khổ là tại vì mình suy diễn và mình không có nhận ra nó, cho nên khổ. Một con cá con nó hỏi con cá mẹ, mẹ ơi mẹ, con nghe người ta nói nước, vậy nước là gì hở mẹ? Con cá mẹ nó nói, trời ơi, con đang sống trong nước đó con, không có nước con chết. Nó, ủa vậy sao, sao con không thấy? Mình cũng vậy, mình sống trong hạnh phúc mà mình đâu có biết. Rồi mình cứ la là tôi là người đau khổ. Ở trên trời tôi là vì sao lạ, dưới trần gian tôi là kẻ lạc loài. Cho nên rồi mình khổ. Biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, rốt cuộc cùng chung bể khổ thôi. Quý vị đi ngược gió, Pháp Hòa đi thuận gió, mình có hơn gì nhau? Chẳng qua là cùng thuyền trong biển khổ. Thì cuộc sống này nó vậy nè, mỗi ngày vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn thở, vẫn nói, vẫn cười, vẫn biết đau bụng, vân vân. Vậy thì nếu nhận ra khổ thì không có khổ. Nhận ra nó thì không có khổ. Mà nếu không khổ, ít nhất cũng phải là giảm khổ. Giảm khổ, giảm lắm. Tại vì mình biết, ồ, cuộc đời là vậy đó. Ví dụ như giờ mình nói mình sống ở nước Mỹ là ngon lành nhất. Ngon lành không? Chắc gì ngon lành. Cho nên là mình biết là mình không ngon hơn ai. Ngon hơn chính mình cũng được rồi.
Cho nên á, cái câu hỏi là sống trong khổ là diệt khổ. Thật sự ra mình đang sống trong cái hạnh phúc chứ không phải hẳn là khổ. Tại vì nếu mà mình tối ngày cứ đầu tư khổ 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 thì rốt cuộc mình thành khô. Thí dụ như nói trời ơi trán như con gián. Mà ai biết con gián nó chán trời. Ai không? Giữa con người với con người chưa hiểu mà hiểu luôn con gián. Chán như con gián. Đuối như trái chuối. Trời ơi. Có những lúc cũng thích ăn chuối khô lắm chứ bộ. Trái chuối nó phải đuối khô queo ăn nó mới ngon chứ. Đầu thì to mà ốc như trái nho. Chắc gì trái nho không hạnh phúc. Trời ơi, đầu mà to mà ốc như trái dừa mới khổ. Tại vì cái gì cũng suy diễn ra hết rồi cứ lượm lặt khổ. Có nhiều khi sống simple, sống đơn giản cũng vui chứ có gì đâu. Có phải không? À, có nhiều người ta nói có hai mẹ con chửi nhau bên cạnh con hai con bò. Con á nghe, con ngu như con bò vậy đó. Cái con bò con nó nói với con bò mẹ, nó nói mẹ, sao người đời không hay chửi nhau ngu như bò mà hay lấy sữa bò cho con họ uống vậy mẹ. Ngộ ha. Uống sữa bò chi cho thông minh con. Uống sữa bò cho mạnh khỏe con. Mà hãy ngu như bò. Weird quá. Cho nên con người vốn nó đơn giản vô cùng. Tại vì mình cứ đặt ra tùm lum cho nên nó thành đơn. Có phải không nè? Phật tử là gì? Phật tử là sống như lời Phật, nói như Phật, nghĩ như Phật, sống như Phật là Phật tử. Chứ đâu phải Phật tử là có cái áo tràng thiêu, đeo thêm cái bảng vàng vàng nâu nâu, thêm chữ Nam Mô Mi Tò Phò. Mấy đó kêu Phật tử sao? Nhiều khi mình đeo cái đó vô. Chị không có cái bảng này, chị xuống với chị ngồi. Tôi có đây tôi ngồi. Chị thọ Bồ Tát giới chưa? Chưa xuống dưới, tôi Bồ Tát. Người ta cũng đứng dậy mà ta nói, ô Bồ Tát. Ta run run. Sống như Phật, hành như Phật, nói như Phật. Phật tử nghĩa là gì? Là người có bản chất của Phật. Cho nên quy y để trở thành Phật tử chứ không phải sống theo tục tử. Quy y để làm Phật tử chứ không phải là tục tử. Tục tử là người sống thế gian. Ta chửi mình chửi lại, ta mắng mình mắng lại, cái đó gọi là bình thường. Không ai chọc ghẹo gì mình, cứ kêu tên ra thì kiếm chuyện gọi là bất thường. Còn người ta khều mình, quẹt mình, cuối cùng nhờ những cái quẹt, cái khều, cái đục, cái đẻo, cái bào, cái đó ra nguyên tượng Phật gọi là phi thường. Vậy bây giờ mình muốn làm gì thường? Dám nói thường thường lắm à. Không cần phải đặt vấn đề diệt khổ. Cái gì nó đến mình nhận nó như vậy là tự động nó. Không cần đặt vấn đề diệt hay là không diệt. Cái gì nó đến cứ nhận nó vậy. Thí dụ nè, bây giờ mình già, nhận mình già, tự biết mình già. Nhiều khi già nó cũng lợi, được ăn tiền già. Già mà không chịu, nói tôi mới sồn sồn à. Tiền già thì không được hưởng, xin việc thì không ai mướn, vậy sồn sồn chi. Mình già, mình nhận mình già, đi tới đâu người ta nói ô bác lớn tuổi, bác già, giả bộ run run thêm chút nữa, có ghế hàng A ngồi liền. Không cần đặt vấn đề diệt khổ, nhận nó như vậy là không khổ.
Quý vị hiểu bà nói không? Thí dụ như mình đang giận, thôi chỉ có giận không? Dạ tôi đang giận, không phải giận mà hơi buồn. Cái người ta nói, ồ ta an ủi mình. Ta nói chỉ có giận, mắc gì tôi giận. Mà hai mắt nó lên vậy nè. Chỉ nhiêu đó thôi. Ví dụ như nói, chị người ta đồn, ta nói chị dữ lắm, tôi dữ chỗ nào? Dạ dạ em không có dám nói nữa. Hôm nay nhân duyên đủ để con có cơ hội gặp thầy lần nữa ở xứ lạ quê người. Ôi giời ơi. Con xin cảm ơn những bài giảng của thầy là nguồn dinh dưỡng cho tâm con, là những lời ru con ngủ. Nói cái kiểu này là cái tiệm thuốc bán thuốc ngủ nó xu em à. Là nguồn an ủi cho con khi con nhớ cha mẹ. Nay con xin tặng thầy và tất cả quý Phật tử ở đây 4 câu thơ từ tâm con. Xin nguyện biết thuận thảo tùy duyên, giác ngộ ra điều lành điều thiện, luôn giữ mình tròn tâm chánh niệm, tỉnh thức an yên trong cõi vô thường. Cái bài này nó đạt chỗ câu cuối. Tỉnh thức an yên trong cõi vô thường. Cõi này là cõi vô thường, có gì thường đâu, phải không? Có phải không? Cho nên bây giờ muốn hết khổ nè, buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ chẳng tha ngày nào. Lấy hai câu đó bỏ túi là hết khổ. Sao cứ thêm hoài thế? Thưa thầy, cho con hỏi, nếu món đồ mà người ta đem bỏ nhưng người ta không cho phép mình lấy, mình vẫn lấy, lén lấy, vậy mình có mang tội tham lam và ăn cắp không? Dù người ta thà bỏ thùng rác chứ không cho mình lấy ra khỏi đất của người ta. Mà lấy cái gì mới được? Thí dụ như hột xoàn thì cứ lấy chứ có sao. Cái gì người ta không cho? Dù là người ta cái của đó người ta bỏ nhưng mà người ta chưa cho phép mình lấy, cũng không lấy chứ đừng nói là lén lấy. Mà lén lấy, tại sao phải lén lấy? Vì mình biết có đó sai, sai mới lén chứ, phải không? Mà đã biết lén lấy là đã biết sai mà vẫn làm thì cái này thành tội. Vô tình mà phạm thì là lỗi, biết sai mà cố tình thì vẫn là tội. Cho nên tội lỗi là hai cái nó khác. Cái accident gọi là lỗi. Thí dụ lỡ mở cửa trúng người ta, nói dạ tôi xin lỗi. Chứ đâu ai lỡ trúng nói dạ xin tội đâu. Vô tình gọi là lỗi. Mà thấy người ta đang lơm khôm, đang ngay cầu thang, giả bộ đi té cho nó chúi nhủi chơi, nay là tội. Cho nên khi đã đặt câu hỏi là lén lấy, nghĩa là biết sai, phải không? Mà biết sai mà vẫn làm thì tội. Mặc dù cái của đó của người ta, nhưng người ta chưa cho phép. Cho của là một, cho phép là một. Mà người ta chỉ mới cho có phân, mà người ta chẳng cho của mà cũng chưa cho phép, mà chúng ta làm thì cái đó không nên. Quý vị được cái chỗ đó ha. Why do we pray? Câu hỏi này của một em nhỏ 13 tuổi. You have to remember that when we pray, doesn't mean we pray to the Buddha so the Buddha can give us or anything. But praying means you take your time and you review the teachings of the Buddha and make the teachings of the Buddha stay in you more strong, more firm.
so you can take that teachings and apply into your daily life. But first, you need to facing in front of the Buddha, because the Buddha is a symbol for you to direct your mind. And so when you bring out the Bible, the scripture to read, in order to remind you, if I just give you a book, maybe you don't read. But if you say, oh, I pray, you formally take the words. When you say pray, you mean you formally take the words, take the teaching into your life, into yourself. So now, you have iPad, you have iPhone, you need I pray. Con xin phép Thầy cho biết một Phật tử có thể quy y bao nhiêu lần trong suốt cuộc đời mình. As many as you want. Cái vụ này nó cũng rắc rối lắm. Trước hết, quy y là gì? Quy nghĩa là quay về, y nghĩa là nương tựa. Quy y nghĩa là chúng ta nguyện trở về, quay về để nương tựa với Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Chúng ta sống trong đời sống hàng ngày, chúng ta nương tựa gia đình. Người Phật tử nương tựa Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Phật là bậc thầy, giác ngộ, tỉnh thức, chỉ dẫn cho mình. Pháp là con đường, là lời dạy của Phật, để chúng ta nương vào đó chuyển hóa khổ đau, sống đời an lành. Tăng là đoàn thể thực hành sống theo lời Phật. Như vậy, Tam Bảo tự tâm ở trong mình. Một lần mình quy y, người thầy hướng dẫn cho mình lễ quy y là người thầy đại diện cho các thầy để quy y cho mình. Còn tất cả các thầy trên thế giới này, thầy Lào, thầy Tàu, thầy Thái, thầy Miên đều là thầy của mình hết. Chứ không phải chỉ có ông thầy làm lễ cho mình mới là thầy của mình. Chữ Tăng là đoàn thể của những người tu theo Phật, chứ không phải là một cá nhân. Trường hợp chúng ta quy y lại không có nghĩa là chúng ta phản thầy. Nếu trường hợp mình quy y từ hồi nhỏ, 5-6 tuổi, cha mẹ quy y cho mình, hoặc mình vô chùa quy y hồi nhỏ, chưa có ý thức, bây giờ lớn lên nhận thức được cái này, thì chúng ta phát nguyện quy y, gọi là quy y lại. Chữ lại đây là một lần nữa, chúng ta lặp lại những pháp quy y này từ tâm thức, hiểu biết, phát, tự tâm chúng ta phát. Chứ không phải là lại, quy y lại là bởi vì ông thầy này giỏi hơn ông thầy kia, ông thầy kia nổi tiếng hơn ông thầy nọ, không phải vậy. Trường hợp là mình hồi nhỏ mình quy y, bây giờ mình cần ý thức từ tâm mình phát nguyện, gọi là quy y lại. Trường hợp thứ hai là người thầy của mình ở xa mình quá, hoặc là thầy đó mất rồi, bây giờ ở đây mình có một vị thầy, mình nương tựa, mình gần gũi, mình xin y chỉ lại với thầy đó, để thầy đó làm người thầy tâm linh hướng dẫn cho mình. Trường hợp thứ ba là vì mình mất pháp danh, mình quên pháp danh, mình không nhớ, thì quy y lại. Chữ lại đây không có nghĩa là mình làm cái gì ghê gớm, mà thưa đại chúng, quy y đâu có lại gì đâu. Chỉ là một cái lễ do chính tự tâm mình phát nguyện trở thành một người Phật tử sống theo lời Phật, thế thôi. Cho nên một lần quy y là đã đủ. Trường hợp quy y lại là như nãy Pháp Hòa thưa vậy đó. Trường hợp đó quý vị cần quy y lại. Hoặc là xin lỗi, ví dụ bây giờ cái thầy đó thầy quy y cho mình, nhưng sau thời gian thầy ra đời thầy không tu nữa, mình cũng chẳng cần phải quy y lại. Tại vì lúc đó thầy còn đang tu, thầy đại diện cho chư Tăng quy y cho mình. Mà mình quy y Tăng mà, đoàn thể mà. Nhưng mà nếu mình muốn làm lại để có một người thầy để mình nương tựa cũng được, chứ không sao. Cái quan trọng là đừng khởi tâm tôi không thích thầy kia, bây giờ tôi quy lại với thầy này. Đừng nghĩ như vậy. Vì mình cứ như vậy cả đời này chắc gì mình đã chịu một lần quy y.
vì thầy nào mình cũng có, mình cũng tìm ra hỏng vết này cũng tì kia, rồi không lẽ buồn này giận kia quy suốt hả? Có một cái cô đó, cổ có người chồng mà người chồng cổ chuyên môn đi ăn cắp. Bữa nọ ông chồng đang lén lén lấy đồ trong chùa, rồi thì gặp thầy trụ trì đang đi tới, ông quýnh quán ông biết trốn ở đâu, ông chui vô cái bàn thờ ông trốn. Rồi gặp lúc thầy lên thầy tụng kinh sám hối, ông nghe xong ông ăn năn hối cải tội lỗi của mình vô cùng. Ông chui ra ông nói dạ xin thầy cho con quy y. Ông thầy nói con làm gì trong này? Nói dạ con là người chuyên ăn cắp đồ trong chùa này, và hôm nay con bị thầy cảm hóa con bằng một bài kinh sám hối, cho nên con xin thầy cho con được sám hối ăn năn. Trời ơi, ông thầy được cơ hội mừng quá, ra đây thầy quy y cho con. Ổng cầm cái dùi chuông mà bự gấp 20 lần cái dùi này, ổng gõ trên đầu cái bóp, ổng nói quy y Phật đừng ăn cắp nghe con. Đau quá. Nhưng mà tưởng đâu có đó là lễ quy y, cho nên ổng thành tâm điếm người rồi mà ráng đập cái bóp thứ hai, quy y Pháp đừng ăn trộm nghe con. Trời ơi, ổng chịu ba quy nhọc xiển niễn. Về tới nhà hiền quá, mọi lần nóng tánh lắm, vợ nói câu là la hét lại, chiều nay sẽ im ru. Bà vợ nói ông bữa nay ông có sao không? Nói bà đừng có hỏi tôi nữa, bữa nay tôi quy y. Ôi cha, nếu mà quy y mà được hiền vậy tốt quá, anh dẫn em lên chùa quy y luôn. Ông chồng nói thôi bà ơi, cỡ tôi tam quy chịu nổi, cỡ bà nhất quy bà nằm luôn. Mỗi khi nghe Pháp ở các chùa, các thầy giảng bài có khác. Ví dụ phóng sanh vật nhỏ vật lớn, quy y nhiều thầy một thầy, ăn chay 4 ngày 6 ngày, xin thầy cho con một ý kiến rõ ràng để con không bị hoang mang. Đâu có gì đâu hoang mang, ăn chay 4 khác với 6 mà hoang mang gì. Thưa đại chúng, đạo Phật có một danh từ là đốn ngộ tiệm tu. Đốn ngộ là mình tỉnh giác rất là mau, nhưng mà tu thì tu từ từ. Như vậy, bước đầu học Phật là chúng ta quy y Tam Bảo, thọ giới, tập ăn chay. Người chưa biết ăn nhiều thì ăn 1 ngày 2 ngày, khá khá thì 4 ngày 5 ngày, thế thôi chứ không có gì mà confused, hoang mang. Tiệm tu nghĩa là không phải là tu ở ngoài tiệm. Chữ tiệm này là từ từ. Chữ đốn là nhanh gọn. Chữ tiệm là từ từ. Như vậy thì chúng ta đang là những người tiệm tu, nghĩa là tu từ từ, như là ăn chay, ngồi thiền, niệm Phật, phóng sanh vân vân, rồi thọ quy tam quy ngũ giới, tu từ từ, tập từ từ, để cho cái tâm mình nó được an tịnh dần dần. Thưa đại chúng, dù cho quý vị có thích nghe Pháp, nhưng mà cao tai lắm là 2 tiếng đồng hồ thì còn chịu khó mà ngồi nghe. Chứ còn mà hơn 2 tiếng là bắt đầu làm sao? Lúc này là nghe mà không nghe. Tại vì chỉ nghe tiếng mà hết biết không nói gì. Phải không? Nếu mà mình ngồi mà vừa đủ thì nghe mà nghe, nghĩa là nghe âm thanh và nghe luôn nghĩa lý của bài giảng. Còn nếu không thì chỉ nghe cái tiếng mà không nghe cái Pháp, bởi vì mình mệt mỏi. Đó, tu Phật là phải tu chừng mực vậy đó. Cho nên thì ở đây là cái vấn đề các thầy hướng dẫn là tùy theo mỗi hoàn cảnh. Ví dụ có nhiều Phật tử nói như thế này. Nói thưa thầy, thôi nói gần đây đi ha cho dễ. Hôm nay á, chương trình là sẽ có lễ cầu nguyện tụng kinh.
Thì Pháp Hòa thì nghĩ là các vị trong ban sắp xếp là chuẩn bị một cái lễ, trong đó có mõ, có chuông. Mà các vị thì cứ nghĩ là hôm nay cả ngàn cái mõ rồi, thôi khỏi đem mõ lên nữa. Cho nên tới lúc ra làm lễ hỏi có mõ có chuông không, nói dạ không. Không lẽ bây giờ Pháp Hòa giận chuyện đó sao? Chuyện nhỏ như con thỏ. Hồi nãy ai tham dự khóa tụng kinh không chuông không mõ mà tụng hay không? À, vẫn hay như thường. Tu như vậy đó, có mỏ thì gõ chơi, không có mỏ xài mỏ này. Sở dĩ trên này có cái mỏ là vì một tiếng mỏ trên này mà thắng ngàn cái mỏ ở dưới. Tụng kinh không phải có cần chuông mỏ, có thì tốt, nếu mà số đông. Không có, quan trọng là chúng ta điều khiển thời kinh chừng mực. Nếu hồi nãy Pháp Hòa tụng quá nhanh, đại chúng không theo kịp, lúc đó dù có mỏ nó cũng lạng xạ như thường. Không có mỏ mình phải biết, không có mỏ nhịp điệu phải vừa chừng. Một ca sĩ có nhạc hát khác, không có nhạc hát khác, mà không phải không có nhạc mà hát dở, mà người ca sĩ đó biết hát. Quý vị hiểu ý ha. Cho nên tu như vậy đó là tâm mình bình an, thảnh thơi vô cùng trong cuộc sống. Và mình không còn hoang mang nữa. Và chúng ta biết rằng tùy duyên, tùy thời mà chúng ta uyển chuyển trong cuộc sống. Vợ chồng con thường nghe thầy giảng Pháp. Sau khi chồng con thường nghe Pháp, phát tâm nguyện ăn chay, nhưng có suy nghĩ tương lai ngộ được bản thân có căn tu, để lại tài sản cho vợ con vào chùa để tu, vậy có đúng không? Quý vị hiểu câu hỏi không? Tức là có một đạo hữu hồi bây giờ càng nghe Pháp thì nghĩ rằng tương lai mà ngộ được rồi thì nghĩ rằng mình có căn tu, để lại tài sản cho vợ con để vào chùa tu, có đúng không? Tùy việc. Đi tu mà để tài sản cho vợ thì vợ phải mừng chứ. Kính thưa đại chúng, thật sự ra đó, cái này là do chúng ta quán chiếu để chúng ta nhẹ nhàng chấp nhận. Ví dụ có những người chồng không có nghĩ đến chuyện tu hành, có tiền của bao nhiêu thì phung phí làm khổ gia đình, tiêu hao tài sản. Với một người chồng có tài sản có của mà không phung phí mà biết tu thì so ra mình chọn cái nào? Dĩ nhiên trên phương diện đạo hữu này nói là khi nào ngộ được bản thân có căn tu mới tu, chứ đâu có nghĩa là tu liền. Thôi đợi đi, khi nào ổng ngộ được rồi tính. Mà xin lỗi, nhiều khi tới lúc ổng ngộ thì mình cũng ngộ tương đồng, cho nên mình sẽ trợ duyên với ông. Ngày xưa cô Ma Đăng già, cô thương Ngạ Nan, cô đến xin Phật cho Ngạ Nan ra đời để cưới cô. Phật mới nói bây giờ cô muốn cưới Ngạ Nan cũng được, bây giờ cô cạo đầu vô chùa, cô tu giống A Nan đi, rồi tôi sẽ gả Ngạ Nan cho cô. Cô tu thời gian, cái cô tỉnh ngộ, cô dứt cái, cô tới Phật, Phật nói sao? Bây giờ cô muốn Ngạ Nan ra đời cưới cô không? Cô nói dạ khỏi. Phật hỏi sao vậy? Nói dạ con ngộ rồi. Khi mà ngộ đạo rồi thì cái tham dục nó không còn, cái tình ái nó không còn. Thấy không? Cho nên yên tâm chuyện đó. Bây giờ dĩ nhiên đạo hữu này không phải nói vậy mà dễ đâu. Rồi lúc đó cũng phải còn nhiều cái điều kiện nữa. Mình đi tu phải gia đình đồng ý, phải người phối ngẫu của mình cũng phải bằng lòng, mình mới phát tâm mình tu được chứ đâu phải dễ. Nhưng mà bây giờ nếu mình nghĩ lại, ổng đi tu chúng có làm gì đâu mà mình không cho. Thành thử ra cái này thì tùy theo mỗi hoàn cảnh chúng ta quán chiếu. Kính xin Thầy từ bi hướng dẫn cho chúng con làm sao để thực hành thiền trong đời sống. Cái này nãy Pháp Hòa nói rồi, mình có thể thấy mọi hoàn cảnh và ứng dụng
quán chiếu thiền tịnh. Kính xin thầy hoan hỷ giải cho con bốn câu: tại sao phải 300 năm mà không là 1-200 năm? Giận nhau trong tích môn, nắm mắt nhìn mai sau, nhắm mắt nhìn mai sau, trong 300 năm nữa người đâu ta về đâu. Cái câu này thêm tiếng nữa. Thôi bây giờ Pháp Hòa nói ngắn thôi nha. Nhà Phật có hai danh từ, một là tích môn, hai là bổn môn. Sau này có thêm câu là hạnh môn. Tích môn là gì? Tích môn là cái hiện tượng bề mặt. Bổn môn tức là cái sẵn có. Cho nên thật sự chúng ta giận nhau, thủy chung chúng ta không hề có giận, nhưng mà tại gặp nhau thấy ghét giận chút vậy thôi. Bằng chứng xin lỗi cái quề mà. Như vậy thì cái giận nhau này chỉ là trên cái mặt hiện tượng bề mặt. Không bằng lòng thì chúng ta hiện lên cái mặt là không bằng lòng vậy thôi, phải không? Cho nên giận nhau trong tích môn. Nhắm mắt nhìn mai sau, giận hoài để làm gì? Giận hoài để làm gì? Người sống trên đời đâu phải chỉ có chuyện ăn rồi giận. Sống trên đời phải làm cái gì cho nó hơn nữa chứ. Ăn no rồi giận nhau hoài à? Rồi bây giờ giận nhau hoài, đặt cho nhau câu hỏi đi. Trong vài trăm năm nữa hai đứa mình đi đâu? Không lẽ rồi gặp nhau ở trong cái chỗ khổ đau giận hờn nữa sao? Cho nên cái bài này là một cái bài mà cho chúng ta quán chiếu. Giận nhau chỉ là chẳng qua chúng ta không bằng lòng với nhau vậy thôi, chứ có gì đâu, phải không? Cho nên giận nhau trong tích môn, nhắm mắt nhìn mai sau. Nhắm mắt nghĩa là chúng ta quay lại nhìn mình, quán chiếu. Còn cái chuyện mà thơ văn thì phải có một cái câu nào đó. Thậm chí nói giờ trong 300 năm nữa, hay là đấy, trong vài trăm năm nữa cũng có sao đâu. Đó. Trăm năm là chuyện thường nha. Người sống trên đời mà nói trăm năm nghĩa là một kiếp của con người. Nhưng mà nói nếu mà chúng ta cứ ôm lòng hiềm hận như thế này thì luân hồi sanh tử mãi mãi, không phải một đời mà nhiều đời. Cho nên nói trong 300 năm nữa người đâu ta về đâu. Cho nên sao? Không có cái gì để giận. Một chút giận, hai chút buồn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Trăm lần bỏ, ngàn lần xả, trăm thông dông tất dạ, rứa mà vui. Cuộc đời chỉ có ri với rứa. Không chấp nhận như rứa thì cứ như ri. Hết giờ chưa? Bây giờ 2 tiếng rồi mà mới có nhiêu đây nè. Còn nhiêu đây nữa nè. Chắc ngồi không nổi nữa đâu ha. Thôi để dành đi. Bây giờ thưa đại chúng, là thật sự ra thì ở đây cũng còn rất nhiều câu hỏi, nhưng mà thời gian của chúng ta không còn nhiều. Bây giờ Pháp Hòa xin có lẽ là mình tạm dừng ở đây. Thêm câu hỏi cuối nữa rồi mình nghỉ ha. Con kính bạch thầy, con xin thầy giải đáp dùm con hiểu là đúng hay sai, và có nên thờ Phật cùng nơi con ở bên trên, ở bên phía trên đầu con ngủ nơi phòng con, để hàng đêm con thờ tụng niệm lại Phật, vì nhà ngoài là gia đình con cháu thờ Chúa, và gia đình con của con là Công giáo. Con xin thầy cho biết. Tức là ở một cái nơi mà gia đình đã có thờ Chúa, mình thờ Phật ở đâu? Thì thôi mình đem Phật vô trong phòng cũng được, không cần phải lập bàn thờ, có cái hình để hàng ngày chiêm ngưỡng Phật được rồi. Bác đây là một vị lớn tuổi đây nè, chờ quý vị cứ nhẹ nhàng.
mình để một hình Phật để hàng ngày mình chiêm ngưỡng Phật cũng được. Bây giờ ở đây Pháp Hòa còn nhiều câu hỏi chưa có trả lời. Những vị nào chưa được trả lời, xin quý vị hoan hỷ, câu hỏi này sẽ được giải đáp ở những cái chỗ khác, hay là ở nơi chùa Trúc Lâm ở Canada. Rồi mai mốt quý vị tìm nghe những cái này để giải đáp hết, chứ không có bỏ ai nha. Ha, mình chẳng qua là mình hết giờ mà chưa hết chuyện, thế nên chúng ta gọi mình là nhiều chuyện. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, thưa tất cả quý vị, có rất nhiều lời yêu cầu con ca tiếp nhưng mà con xin được từ chối và ban tổ chức cũng xin phép là không còn thời gian. Nhưng còn một số những lời yêu cầu rất là đặc biệt, đó là yêu cầu thầy ca. Quý vị, ban tổ chức cũng xin phép từ chối nữa là vì không còn thời gian nữa. Nhưng mà hai vị này nói là yêu cầu thầy ca đi, nếu thầy ca cổ tôi sẽ cúng dường rất là nhiều. Đặt điều kiện như thế. Thế mà con bảo là cũng xin phép từ chối. Nên là nếu mà chỉ có hai người cúng dường nhiều thôi mà bắt nhiều quý vị ở đây mất thời gian thì không đành. Thế con lên đây con xin hỏi ý kiến. Nếu như tất cả quý vị đều đồng ý cúng dường nhiều. À không không, tất cả quý vị đều đồng ý. Cái này cúng dường là tùy tâm quý vị. Nếu tất cả quý vị đều đồng ý muốn nghe thầy ca thì thầy sẽ ca. Có không quý vị? Để con năn nỉ thầy. Sư phụ, sư phụ ơi, hai cái vị đấy đã mang cả đờn tới đây rồi sư phụ. Đờn chuẩn bị ở dưới kia rồi. Nói là thầy chưa từng có ca mà có đờn bao giờ, toàn là ca chay không, hôm nay sẽ có đờn và sẽ cúng dường nhiều. Sư phụ hoan hỷ thế sư phụ. Được không sư phụ? Dạ. Dạ quý vị ơi, thầy đồng ý rồi quý vị. Dạ. Con mời quý vị. Thưa đại chúng, quý vị nán chút Pháp Hòa đính chánh chỗ này. Thật sự ra thì bây giờ quý vị không yêu cầu, em cũng tự nguyện. Hai vị Phật tử tội nghiệp lên hỏi thầy ca câu mấy với câu mấy. Mà xin thưa thiệt là Pháp Hòa chỉ biết ca mà không hề biết mấy câu. Dạ, thưa đại chúng, thôi bây giờ cứ ca thôi à, chứ còn không biết câu mấy hết trơn á. Mà chưa bao giờ biết theo nhạc. Trời ơi. Chú ơi chú nhớ làm một cái việc rất là quan trọng là chú phải theo Pháp Hòa. Tại vì Pháp Hòa là ca lẻ cho nên không bao giờ biết theo nhạc. Cánh nhà dốt cột xíu thiếu trước hụt sau, con mới thấy lòng mẹ bao la như sông dài biển rộng. Cha con đi xa một mình mà gánh gồng lao nhọc, miệng vẫn cười tươi không gợn chút ưu phiền. Dầu những khi nhà thiếu gạo không tiền, quên sao được mẹ ơi, ngày ngày trên vai gánh nặng
tiếng reo hàng nghe dời dời thiết tha. Bán xôi chè mới dành giùm nuôi con, mặc áo rách để dành tiền nuôi con ăn học. Ôi mẹ của tôi sao mà cao cả, dáng mẹ hiền từ lời ru em má. Mỗi khi ngân nga bài ca lòng mẹ là nước mắt con rơi, thương mẹ thật nhiều. Mẹ đã vì con cực khổ bao điều, con đau ốm mẹ cầu trời khấn Phật cho con mau mạnh lành để được yên vui. Có mỗi khi bán ế mẹ phải ăn xôi, nhường cá canh cho con nó già. Nói sao hết tình thương của mẹ, ôi thật là cao cả vô biên. Ngày nay tóc mẹ đã phơi sương, lưng còng gối mỏi. Con lớn lên thêm một tuổi là mẹ mất hết một năm gần gũi những thâm tình. Con cứ tưởng đâu mẹ sẽ mãi bên con như bóng bên hình, nhưng hiểu ra thì con mới biết rồi có một ngày mẹ phải xa con. Ôi công ơn sánh thành sánh tờ biển non, lòng mẹ thương con làm sao đền trả được. Nghe lời mẹ khuyên con chăm lo học tập, chắc là mẹ vui khi tuổi về chiều. Mẹ ơi nhìn tóc mẹ ngả màu sương tuyết, mắt mẹ mờ dần vì năm tháng khổ đau. Con nghe lòng mình lo sợ làm sao, con sợ mẹ sẽ rời xa con trẻ, để cho con một đời trong cô lẻ. Mất mẹ rồi tìm mẹ ở nơi đâu? Lòng mẹ thương con như biển Thái Bình giàu giác, lời mẹ thiết tha như dòng suối ngọt ngào. Thương con mẹ hát ru con vào giấc ngủ, lời trong đời ấm dịu biết giường bao. Mỗi năm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Rồi bây giờ xin hát một cái bài lý cho đại chúng nghe. Này lý con sáo ha. Thầy ca mùi quá đứt dây đờn. Thầy cho mấy phút để thay dây đờn, đờn xong thầy đứt hơi. Thôi trong khi thay dây đờn, Pháp Hòa hát bài khác cho đại chúng nghe.
ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo, không đi đâu nữa có chi để làm, học buông thả sống không vội vàng, ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo, thông dòng khi bước thanh thời lúc làm, hồng buông tha sống không vội vàng. Chưa xong. Bây giờ đại chúng mình hát qua bài Thở và Cười ha. Bài này rất là đơn giản. Bây giờ đại chúng đọc theo Pháp Hòa thôi. Buổi sáng thở và cười. Buổi trưa thở và cười. Buổi tối thở và cười. Ta có một ngày vui. Dễ không? Chỉ có thở cười sáng trưa tối. Buổi sáng thở và cười, buổi trưa thở và cười, buổi tối thở và cười, ta có một ngày vui. Hát nhỏ quá. Buổi sáng thở và cười, buổi trưa thở và cười, buổi tối thở và cười, ta có một ngày vui. Dễ không? Bây giờ đoạn 2 nha. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Tức là sáng thì mình nghĩ, nghĩ thì phải làm, cho nên trưa làm lành, tối mộng lành, ta có một ngày vui. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Hát hai câu nha. Buổi sáng thở và cười, buổi trưa thở và cười, buổi tối thở và cười, ta có một ngày vui. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui. Bây giờ đại chúng sẽ biết Niết Bàn ở đâu nè. Ta sẽ có Niết Bàn ngay giữa cuộc đời này. Ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Ta sẽ có Niết Bàn ngay giữa cuộc đời này. Ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Giờ đại chúng nghe một câu Lý Con Sáo rồi mình sẽ nghỉ. Dân dân nghe chuông báo giờ công phu, tôi bước đi từng bước nhẹ nhàng trên đường đất hiền lành. Vào thiên đường lòng không nghĩ suy, luôn nhất tâm những hơi vào ra. Bao phiền giờ đây đã
tan, thân và tâm sống trong bình an. Dần dần nghe chuông bao giờ công phu, tôi bước đi từng bước nhẹ nhàng trên đường đất hiền lành. Vào thiền đường lòng không nghĩ suy, luôn nhất tâm những hơi vào ra. Bao phiền giờ đây đã tan, thân và tâm sống trong bình an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hiện tiền cho Tôn Đức Tăng Ni, một lần nữa con xin cảm niệm ơn quý Ngài đã hiện diện với chúng con trong suốt buổi chiều nay. Kế đến là xin cảm ơn quý anh chị xa gần trong ban tổ chức đã hết lòng để tổ chức một buổi chiều hôm nay thật đầy đủ cho tất cả chúng ta. Và sau cùng là xin cảm ơn tất cả quý cụ, quý bác, quý cô chú, quý anh chị, toàn thể đại chúng đã dành nhiều thời gian quý báu để đến đây cùng tham dự buổi sinh hoạt Phật Pháp chiều hôm nay. Hy vọng rằng quý vị có một buổi chiều thật bình an, hạnh phúc. Và nếu có điều chi sơ sót trong khi tổ chức, hay là bản thân Pháp Hòa có những gì sơ sót trong khi chia sẻ, mong quý vị niệm tình hoan hỷ cho. Kính chúc quý vị ra về được an lành. Và theo như chương trình thì chúng ta còn có một chụp hình lưu niệm cũng như là quy tâm bảo. Thì xin ban thông báo, xin ban tổ chức thông báo như thế nào để cho các vị lưu lại được biết. A Di Đà Phật. Yeah,